Hết đau nhức xương khớp, chị uống thứ nước này mỗi ngày. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục chữa bệnh bằng mẹo dân gian. Quý vị và các bạn thân mến, những cơn đau nhức xương khớp hiện nay không chỉ đơn giản là do sự thay đổi của thời tiết, do tư thế ngồi mà thậm chí nó còn là dấu hiệu của nhiều những căn bệnh khác về xương khớp, ví dụ như viêm khớp, thấp khớp. Có những trường hợp chủ quan, không để tâm đến những dấu hiệu cảnh báo bệnh đau nhức xương khớp đã gây ra hậu quả tàn phế suốt đời. Vì vậy, cần lưu ý các triệu chứng cũng như phòng và điều trị bệnh càng sớm càng tốt. Ngày hôm nay, Mẹo Dân Gian sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn phương pháp chữa đau nhức xương khớp bằng đậu bắp. Quý vị hãy tham khảo ngay nhé! Để thực hiện phương pháp này, bạn cần chuẩn bị 10 quả đậu bắp, 1 thìa muối, 1 lít nước. Cách thực hiện đơn giản như sau. Bạn đem đậu bắp đi rửa sạch, sau đó ngâm với nước muối pha loãng khoảng 5 phút. Với một lượng lớn vitamin K, canxi, axit folic trong thành phần, đậu bắp có khả năng nâng cao độ chắc khỏe của xương khớp, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh xương khớp như mất xương, loãng xương. Tiếp đến, bạn cắt bỏ hai đầu của đậu bắp và thái thành từng lát mỏng và dài nhằm lấy được tối đa lượng chất nhầy bên trong. Khi đã thái ra như thế này thì bạn cho đậu bắp vào nồi, thêm nước và đun sôi. Khi nước sôi bạn tắt bếp và chắt nước ra bát. Nước đậu bắp đã đun, bạn dùng để uống hàng ngày trong vòng 1 đến 2 tháng rồi nghỉ 1 tháng, sau đó tiếp tục uống. Bạn nên uống nước đậu bắp vào ban ngày để tránh gặp phải tình trạng tiểu đêm. Khi sử dụng một thời gian thấy cơ thể bạn có dấu hiệu khỏe mạnh dần, thì bạn có thể duy trì sử dụng mỗi tuần một lần để tăng cường sức khỏe. Hỗ trợ điều trị hiệu quả các triệu chứng như sưng đau, viêm, các vấn đề liên quan tới xương khớp và về đường tiêu hóa. Nếu kiên trì thực hiện, bạn sẽ thấy các triệu chứng viêm sưng, đau nhức cũng như những vấn đề khác về xương khớp hoặc tiêu hóa thuyên giảm đáng kể. Trên đây là phương pháp chữa đau nhức xương khớp bằng đậu bắp. Hy vọng những chia sẻ của Mẹo Dân Gian ngày hôm nay sẽ giúp bạn có thêm một phương pháp để đẩy lùi những cơn đau nhức xương khớp an toàn và hiệu quả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và rung chuông thông báo để nhận thêm nhiều những video miễn phí tiếp theo nếu đây là lần đầu tiên bạn xem được video của Mẹo Dân Gian nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn hạnh phúc, thành công và sớm khỏi bệnh.